Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vụ cháy công ty sản xuất bao bì, doanh nghiệp có nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến vụ cháy lớn tại công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc, đường Trần Phú, phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên xảy ra vào tối mùng 4 tháng 7. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công ty đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xử lý về vi phạm các quy định trong phòng cháy chữa cháy. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã kiểm tra, phát hiện công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc có nhiều vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy như không bố trí người có thẩm quyền trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà không mua theo quy định của pháp luật. Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ. Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính số 868 ngày 21 tháng 6 năm 2024 với tổng số tiền 180 triệu đồng, đồng thời ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động với toàn bộ các hạng mục công trình. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, vào hồi 21 giờ 28 phút ngày 4 tháng 7 năm 2024, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc, địa chỉ số 153 đường Trần Phú, phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên. Đám cháy bao trùm toàn bộ khu vực dệt may văn phòng. Tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 1.000 m². Chất cháy chủ yếu là nhựa, bao bì, vải. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng phương tiện của đơn vị gồm 11 xe chữa cháy, 3 xe Citec, đồng thời huy động 3 xe chữa cháy của các đội chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, khu công nghiệp Khai Quang, khu công nghiệp Bá Thiện 2, 3 máy xúc của các hộ dân, lực lượng dân phòng với hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, chống cháy lan. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã chống cháy, bảo vệ được các nhà xưởng lân cận và không để cháy lan sang các hộ dân liền kề. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cháy xưởng nón bảo hiểm, nhiều công nhân tháo chạy. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 14 tháng 5, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn đang phun nước dập lửa ở đám cháy xưởng làm nón bảo hiểm trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 13 giờ 30 phút, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng làm nón bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân nên hô hoáng. Nhiều người huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận để chữa cháy nhưng bất thành. Lửa do gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng, khói lửa bốc cao dữ dội. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Bình Tân điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, chia thành nhiều hướng tiếp cận khống chế. Cảnh sát dùng máy bơm công suất lớn hút nước từ con kênh gần đó để dập lửa. Theo người dân, lúc cháy trong xưởng có một số công nhân làm việc và họ đã tháo chạy an toàn. Ban đầu vụ cháy không có thương vong nhưng khiến nhiều tài sản bên trong xưởng bị hư hại. Bình Dương, nhà xưởng hàng ngàn mét vuông trong khu công nghiệp cháy lớn. Vụ cháy lớn trong khu công nghiệp kèm theo nhiều tiếng nổ khiến nhiều người dân hoảng sợ. Đến sáng mùng 4 tháng 7, vụ cháy lớn xảy ra trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện tại, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, vào đêm mùng 3 tháng 7, vụ cháy bùng phát tại một nhà xưởng cho thuê nằm trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Người dân chứng kiến cho biết đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo, Công an Bình Dương đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa. Theo cơ quan công an, nhà xưởng bị cháy diện tích khoảng 2.000 m². Các chất cháy chủ yếu bao gồm gỗ, bao bì và vải. Không chế đám cháy tại công ty gỗ ở Bình Định. Ngày 30 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định đã kiểm soát được đám cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hữu Thịnh, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Vào khoảng 13 giờ 50 chiều, ngọn lửa bùng phát tại một nhà xưởng sản xuất gỗ của công ty này. Do vật liệu gỗ dễ cháy, đám cháy lan nhanh và mạnh mẽ, thậm chí còn lan sang khu vực rừng keo phía sau nhà xưởng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động 12 xe chữa cháy, 3 xe tiếp nước, 3 máy bơm cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát. Đến 17 giờ 30 chiều, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng nhiều gỗ và sản phẩm gỗ đã bị cháy rụi. Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 573 cùng Công an thị xã An Nhơn cũng tham gia dập lửa tại khu vực rừng phía sau nhà xưởng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cháy xưởng gỗ, nhiều bộ bàn ghế kích thước khủng bị cháy thành than. Trước đó, vào ngày 17 tháng 4, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn phường Hiệp Thành. Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện xưởng gỗ nằm trên đường Hiệp Thành 51, phường Hiệp Thành bốc cháy. Nhiều người dân hô hoán, đập cửa để báo động những người dân ở gần đó tháo chạy ra ngoài và huy động bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do gặp các vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng chừng 300 m². Người xung quanh tránh xa khu vực trong lúc chờ lực lượng chức năng tới. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 12 điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường khống chế. Cảnh sát trên nhiều hướng, đập tường gạch, xịt nước dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 3 giờ sáng. Lửa lớn đã thiêu rụi một số đổ gỗ, máy móc và khiến mái tôn kho xưởng đổ sập. Tại hiện trường, nhiều người bày tỏ tiếc rẻ vì nhiều bộ bàn ghế gỗ với kích thước khủng bị cháy rụi thành than. Lực lượng chức năng bảo vệ thành công, không để cháy lan sang các xưởng sản xuất lân cận. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra. Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về vụ cháy xe bồn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Liên quan đến vụ cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào đêm qua 2 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an đã có thông tin ban đầu. Theo đó, vụ cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã khiến một người tử vong, một người bị chấn thương sọ não. Vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 2 tháng 7, tại km 50+500 tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hướng Hải Phòng – Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng do anh Đào Phú Thắng, 41 tuổi, trú tỉnh Lào Cai điều khiển với xe tải do ông Vũ Văn Thêm, 51 tuổi, trú tại Điện Biên điều khiển. Thời điểm này, xe tải không có hàng hóa và đang dừng đỗ trên đường do gặp sự cố, có cảnh báo phía trước bằng cành cây. Vụ va chạm khiến ô tô tải quay ngược đầu, phần đầu xe bồn tách khỏi bồn chở xăng phía sau, xăng tràn ra ngoài và có cháy. Tại hiện trường, xe bồn bị cháy hoàn toàn, ô tô tải bị hư hỏng nặng. Tại khu vực hành lang bảo vệ đường cao tốc, phát hiện một thi thể bị cháy, nghi là tài xế Vũ Văn Thêm. Còn anh Đào Phú Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó tiếp tục được đưa lên Bệnh viện Việt Đức. Kết quả thăm khám ban đầu xác định anh Thắng bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn bên phải. Nhận được tin báo, lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng phối hợp với công ty quản lý đường cao tốc để phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tiến hành ứng cứu. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Gia Lộc thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!